Tiếp là anh Phong, anh Tuyên và anh Thắng rất là nhiệt tình. Bây giờ chúng tôi lên đây là được ưu tiên lắm. Khi hồi đi xe mà đi bộ đau chân là xe cho chở lên. Thì như vậy đúng là một cái duyên mà cái đức của thầy chúng ta đã tạo nên một cái hoàn cảnh rất là thuận tiện. Không những quý vị ở đây mà công an, bảo vệ, an ninh giúp chúng ta rất nhiều. Nếu không có những cái chỗ chậm xe ở đây đầu đường cảng số 3 và cầu tuần xe chạy luôn liên tục, thì làm sao chúng ta có một cái đoàn rước rất là thanh tịnh trang nghiêm như sáng nay. Đó là một cái mà mình phải biết niềm ơn. Mà niềm ơn ở đây Phật cũng đã dạy chúng ta rồi, trong bộ ơn, trong đó có ơn quốc gia xã hội. Vì vậy cho nên là mình đại diện, mỗi lần mình lại thu âm thì mình có là đặt lễ, mình đại diện cho quý vị đó để đặt lễ. Và hôm nay chúng ta cũng đặt lễ trời đất và cảm ơn tất cả những cái nhân duyên mà từ trung ương cũng như tỉnh nhà, cũng như công viên Bình Thành, cũng như tất cả những cái sự góp sức cho cái lễ trà tì thầy chúng ta hôm nay. Và chính vì vậy trên đường đi xe, ngồi trên xe, con viết một bài thơ và con xin đọc lên như là một cái sự cảm động, trong khi mà cảm nhận được cái không gian, thời gian. Sáng nay trời đất như cùng cũng lo tang lễ, sân chùa từ hiệu chập nít cả người, từng đoạn sen Phật tử quỳ lại tiệc người, về lò hỏa táng vĩnh hằng để dự lễ trà tì bậc thầy quỳ kính. Không dám khóc, dặn lòng mình cổ nín, để tiệc thầy về cõi vô sanh. Triều triều người đồng khởi niềm lành, cũng tiệc bậc thầy kính thương muôn thuở. Dù con biết vô thường vô ngã, nhưng giọt phân kỳ con vẫn khôn ngăn. Một đời thầy tận tùy hy sinh, đem an vui cho nhân quần xã hội. Bao lớp người đắm chìm trong u tội, thầy khai tâm chỉ lỗi dẫn đường. Dù không phải là một đấng quốc vương, nhưng phải nói là còn trên tất cả. Mình thấy đảm như là đảm một nhà vua, mà hình như là hơn nữa. Vì sao? Vì thấy cái lòng thành của chư tăng ni cũng như Phật tử từ Gia Lai, từ Hà Nội, từ cả nước trở về đây để cùng chung dự một cái lễ tang một bậc đại sư là thầy chúng ta. Một đời thầy tận tùy hy sinh, đem an vui cho nhân quần xã hội. Bao lớp người đắm chìm trong u tối, thầy khai tâm chỉ lỗi dẫn đường. Dù không phải là một đấng quốc vương, nhưng phải nói là còn trên tất cả. Bậc đại trí, đại bi.